các bạn thân mến, tin rằng với vài hình ảnh vừa qua cũng đủ cho chúng ta có thể mãn nhãn về căn nhà này rồi. Nhà nằm ngay khu vực Tòa Thánh Tây Ninh này, rất gần với chợ Long Hoa. Kế nhà còn có hai trường học nữa, nhà xây mới nha. Tổng diện tích sử dụng 175m² mà giá chưa được 2,5 tỷ nữa. Đây, căn nhà này một trệt một lầu đúc, hướng nam, lệch đông không đáng kể, ngang 5, dài 22, có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 3 phòng tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, bếp, phòng khách, lịch sự. Phía sau có sân nắng, trước là có ban công và nhà để xe rộng rãi. Đường nhựa lộ giới tới 20,5m. Ở đây là thuộc khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Cách nhà 100m là có tới 2 trường học. Bên đây là trường tiểu học Châu Văn Liêm nữa các bạn. Vị trí nhà nằm trên con đường số 6. Khu vực này là quy hoạch ô cờ chuẩn châu Âu, rất đẹp nha. Bên đây là trường mầm non Ban Mai nè. Từ nhà ra 300m là tới đường An Dương Vương. Quẹo phải 500m nữa là cửa số 5 Tòa Thánh Tây Ninh. Đi thẳng là mình ra đại lộ Điện Biên Phủ, tới siêu thị Go, về Vincom hoặc Nước Bà cũng được. Nhà cách siêu thị Go 2 cây số, cách Vincom 6 cây, còn từ khu du lịch Nước Bà về nhà là 9 cây. Tuyến đường An Dương Vương này cùng chung một trục với đường Trần Phú. Bên đây nè các bạn, hướng ra quốc lộ 22B về Sài Gòn. Nhà cách Sài Gòn An Sương 79 cây. Thì ngã tư này gọi là ngã tư Long Thành Bắc nha các bạn. Ủy ban phường nằm ngay đây luôn. Bên này là đường Nguyễn Văn Linh đi ra chợ Long Hoa. Đây là ngôi chợ lớn nhất của tỉnh Tây Ninh, có 8 cửa rất là nổi tiếng và đang được đầu tư tới 216 tỷ để nâng cấp và làm mới. Chợ cách nhà khoảng cây số. Khu vực này còn có hai bệnh viện lớn là bệnh viện Hòa Thành và bệnh viện khách sạn Hồng Hưng, cách nhà tầm 2 cây à. Thì có thể thấy nhà là sở hữu một vị trí khá là đắc địa, xung quanh đầy đủ tiện ích, đặc biệt có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán tại nhà luôn. Mình báo luôn cho bà con tham khảo, giá anh Tây chính chủ kêu bán toàn bộ là 2 tỷ 450 triệu. Khá bất ngờ hết bạn. Giá này là đã bao gồm nội thất và bao ra sổ cho mình luôn. Bây giờ mời bà con mình tới xem hiện trạng nhà, đánh giá chất lượng và xem coi ở đây có phải là một nơi an cư lạc nghiệp được hay không nha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. 125 NCX đã có mặt tại Cúp Shop. Đây là một dòng xe được nhập khẩu hải quan chính ngạch ở Việt Nam, giá tốt và đang có đủ 4 màu để cho mọi người có thể là dễ dàng lựa chọn. Hãy đến ngay Cúp Shop ngay bây giờ để nhận ngay mức giá ưu đãi nha. Căn nhà này có thể nói rất có duyên với con số 2 nha các bạn. Ngang 5 ha, dài là 22 nè. Đường thì lộ giới là 20,5. Kế bên nhà là còn có 2 trường học nữa các bạn. Chưa hết nha, nó còn gần tới 2 địa danh du lịch nổi tiếng của Tây Ninh, là Tòa Thánh với lại chợ Long Hoa. Giá thì là 2,450 tỷ. Các bạn thấy độc đáo không? Đó, con số 2 trong phong thủy thì người ta dịch là mãi mãi nha các bạn. Nhà thì nằm trên con đường số 6, thì không biết nếu mà dịch ra có phải là mãi lộc không các bạn. Đó, thì không biết sao á, chứ con đường này là người ta vừa ở vừa buôn bán cũng rất nhiều nữa các bạn. Đó, từ đây mình chạy thẳng ra 300m là ra ngoài đường An Dương Vương ha. Quẹo phải là đi về Tòa Thánh, còn bên trái là về chợ Long Hoa. Đó, trường học là mái ngói đỏ nữa các bạn. Thì cách nhà khoảng chừng 30m là có ngã tư nè. Ngã tư này nếu mình quẹo bên tay trái á, là hướng ra đường Sân Cu, đi ra đường Nguyễn Văn Linh được luôn. Đó, đường đây là thông tứ hướng, bà con là vừa ở vừa kinh doanh buôn bán. Đó, các bạn thấy là người ta gắn bảng hiệu rất nhiều luôn ha. Bên này người ta cũng bán rau củ quả nè các bạn. Đó, buổi sáng rau củ quả thịt cá nha. Còn ra hướng bên này, hướng bên này thì mình đi xuống khoảng 50m nè là cũng có ngã tư nữa các bạn. Đó, quẹo trái cũng 100m nữa là tới trường tiểu học Châu Văn Liêm rồi. Ở đó thì bà con cũng buôn bán rất nhiều. Nhà hướng nam lệch đông không đáng kể các bạn nha. Đó, căn nhà xây rất là chắc chắn. Thì người thiết kế và thi công căn nhà này á, không ai xa lạ là anh Tây các bạn, là cũng một người anh em kinh nghiệm hàng chục năm trong việc mà xây cất nhà cửa ở Tây Ninh nữa các bạn. Đó là anh xây căn nhà này rất là kỹ lưỡng. Đó, hai bên hông đều có là
xây tô chống thấm rồi ha. Nhà đúc toàn bộ nhát băng. Cổng chào nè. À, cổng chào rất đẹp ha. Cột đúc cửa sắt CNC mỹ thuật nữa các bạn. À, rất là sang. À, bên này là cũng xây tô chống thấm đầy đủ. À, khu vực này là thuộc đô thị rồi nha các bạn. Sắp tới thì phường Long Thành Bắc á, cũng như là thị xã Hòa Thành là được nâng cấp lên nữa là thành đô thị loại 3 luôn các bạn. Đó là thành thành phố Hòa Thành tới năm 2025 đây nè. Ở phía ngoài đây là cột dán đá. Cái này là gạch vân đá các bạn. Đó, làm cái cột rất là bề thế luôn. Đèn đóm đầy đủ nha. Nhà cửa là cao hơn phía ngoài đường hiện trạng khá là nhiều. Ở đây là hệ thống thoát nước cũng ngon lành lắm các bạn. Trời mới mưa xong là không có một cái giọt nước nào đọng ở phía ngoài hết. Khoảng sân. Sân này chắc tầm khoảng hơn 40 mét vuông các bạn. Hai bên bờ bao là có dán gạch bóng kiến hết nè. Ở trên là trần nhựa thả, đèn rất là nhiều. Thành ra ở đây mình đậu xe là hai chiếc xe 5 chỗ là cũng thoải mái nè. Mà rất là tiện lợi nếu mình về buôn bán. Có thể là mình kinh doanh tạp hóa, tiệm thuốc tây hoặc là salon tóc, gội đầu rồi đó cũng ok luôn. Mặt dựng là dán gạch bóng kiến. Cửa sắt kính cường lực, 4 cánh. Bên trong là phòng khách sang trọng, lịch sự. Phòng khách này khoảng 25 m² các bạn. Anh Tây trang bị sẵn cho mình là một bộ sofa cỡ lớn, rất là sang nè, có thảm trải sàn luôn. Thì gạch tắt sàn á, là gạch bóng kiến khổ 80 nha, rất là lớn các bạn. Ở trên là trần đúc, có làm chỉ giác vàng nè, chạy đèn led, rồi đèn chùm pha lê ha, dán gạch bóng kiến toàn bộ luôn nè. Đường điện là dĩ nhiên là đi âm tường rồi. Chúng ta xem tầng trệt trước nha. Đây là cầu thang nè. Thì bên dưới này, chỗ này là mình thiết kế là có một cái kho nhỏ nữa các bạn. Rồi đây mình có thể là để tivi, rồi thiết bị nghe nhìn, kệ trang trí, có gắn đèn sẵn luôn. Liền kề với lại phòng khách là khu vực nhà ăn, bếp cũng rất là khang trang các bạn. À, bên này làm tường 20 nè ha. Bộ bàn ăn này kiểu tân cổ điển các bạn, mặt đá khá là sang. 6 ghế. À, khu vực bếp, chậu rửa inox hai hộc nè. À, cửa sổ thông ra khoảng bên hông của hàng xóm ha. Trần làm rất là đẹp, lịch sự. Thì tầng trệt thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ các bạn. À, bên trong nè, phòng ngủ. À, cửa thông ra phần sân sau. Trần thạch cao, đi sẵn đường dây ống đồng gắn máy lạnh, có trang bị sẵn đèn trần, đèn ngủ ha. Cửa sắt kính cường lực mờ. À, trên này là trần đúc nha các bạn, trần đúc và làm thạch cao đó. Đằng sau là sân nắng nè. À, mình có 3 phòng tắm, nhà vệ sinh lật. Ở trên là tôn lấy sáng, xung quanh là dán gạch bóng kiến hết luôn. Phòng tắm, nhà vệ sinh, gạch chống trượt, đầy đủ trang thiết bị. Nguyên khu vực phía sau này là mình thấy dán gạch bóng kiến toàn bộ luôn các bạn. Khu này là mình để máy giặt nè. Rồi chúng ta sẽ tham quan tầng trên. Ở dưới này tổng diện tích là 108,7 m², còn cộng thêm tầng trên nữa thì nó ra khoảng 175 m² các bạn. Cầu thang tay vịn là gỗ các bạn, rồi sắt mỹ thuật nha. Bậc bước đá hoa cương. Đó, nhà làm chất lượng ha, đà kiềng móng làm rất là nghiêm chỉnh các bạn. Ở trên này cũng rất là thông thoáng nha. Mình sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ ở trên này. À, đây là phòng ngủ ở đằng sau nè.
diện tích khoảng 12 mét vuông, rộng rãi, có phòng tắm, nhà vệ sinh bên trong. Phòng ngủ này có một cái view cửa sổ này rất hay các bạn, view nước Bà nhìn thấy trường học luôn đó. Đứng đây mình có thể nghe tiếng các em là ê a học bài. Tiếp tục qua phòng này là phòng ngủ thứ ba các bạn nha. Ở trên nè, trần thạch cao, gắn đèn âm trần rất nhiều. Bên trong cũng có phòng tắm, nhà vệ sinh, đầy đủ thiết bị. Cửa sổ có song cửa, an toàn. Ra ngoài đây, mình có khu vực phòng thờ. Phòng thờ này tầm khoảng 15 mét vuông nha các bạn. Ở trên nè, đèn rất là sáng ha. Nhà trang bị rèm xịn, rèm hai lớp luôn. Này là kính cường lực nha. Khu vực ban công phía trước đó, chỗ này mình để bàn trà ngồi uống cà phê buổi sáng chiều, đọc sách khá là ổn áp ha. Đây là dán gạch 3D nhé các bạn. Xung quanh nhà cửa bà con dày đặc luôn. Một căn nhà vị trí đẹp, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, đầy đủ công năng. Nhà xây có giấy phép xây dựng, rồi bản vẽ thiết kế đầy đủ bạn. Sơ đồ thửa đất nhìn cũng rất là đẹp nha. Đây con đường nè, hiện trạng là đường 10 nữa bạn, đường số 6 đi ra đường An Dương Vương nha. Nhưng đường này là lộ giới tới 20,5. Thì đường này nếu mà có mở ra nữa thì mình sẽ có một cái vỉa hè khá lớn luôn bạn. Vỉa hè chắc cũng phải chừng 3 mét đó. Sẽ tăng cái giá trị đất của mình lên. Mặt tiền là mình được 5 mét nè. Cạnh dài nhất là 22, ở phía sau cũng 5 luôn. Nhà đất là hướng nam, lệch đông một tí nha. Thửa đất này số 768, thuộc tờ bản đồ số 14. Địa chỉ là khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Năm sau là thành phố Hòa Thành nữa các bạn. Tổng diện tích là 108,7 mét vuông, tính luôn tầng trên nữa. Này, diện tích lầu nữa các bạn, 65,736 nè, thì cộng vô là nó ra gần 175, trong đó là phần đất đô thị là 60, còn lại là đất cây lâu năm ha, sổ hồng riêng ngay chủ bán luôn. Khu vực quy hoạch phủ hồng toàn bộ màu hồng đậm, đất đô thị mình lên full thổ cư được bạn đó. Nằm trong một cái đường như là một cái bàn cờ, rất là tiềm năng ha. Thì ngay chỗ hướng trường Châu Văn Liêm nè, nó có con đường màu vàng to nữa các bạn. Đường này nó giống như là đường vành đai của phường Long Thành Bắc vậy đó. Thì đường này mai mốt là sẽ mở rộng ra nữa, ngay trước cổng trường luôn. Còn từ nhà đi ra ngoài đây là đường An Dương Vương. Lên đây là phường Long Hoa, Thánh Tây Ninh nữa các bạn. Ngoài đây là có siêu thị Go nè. Dưới đây là chợ Long Hoa ha. Mình sẽ đi từ cửa số 1 chợ Long Hoa tới căn nhà anh Tây đang rao bán để các bạn khảo sát khu vực này nha. Ở đây giá nhà đất tại cửa số 1 nè các bạn rất đắt đỏ. 1 mét ngang có khi lên tới 5 tỷ mà không có ai bán đó các bạn. Đây là con đường Hùng Vương nè. Đường này là song song với tuyến đường An Dương Vương gần nhà ha. Ngã tư này gọi là ngã tư Báo Quốc Từ. Thì quẹo trái là đi về thành phố Tây Ninh. Còn bên đây là công viên Hòa Thành. Và đường này là đường Nguyễn Nhân Linh. Thì mình sẽ đi ngang qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh rồi tới ngã tư Long Thành Bắc. Ngã tư Long Bắc là một cái giao lộ lớn ở khu vực Hòa Thành nha các bạn. Nếu mình quẹo phải là đại lộ Trần Phú hướng đi chợ Long Hải, rồi quốc lộ 22B về Sài Gòn luôn. Còn quẹo trái chính là con đường An Dương Vương. Ở đây khu vực bàn cờ mình vô bằng hướng nào cũng được các bạn. Bây giờ mình sẽ quẹo vô đường số 6 nha. Đi 300m là tới nhà, ngang qua chỗ trường học nè. Mình sẽ đi tiếp tới trường tiểu học Châu Văn Liêm, cách nhà khoảng 100m à.
bà con thích khu vực này và quan tâm tới căn nhà của anh Tây, mình liên hệ chính chủ luôn ha. Số điện thoại là 0948 683152, 0948 683152. Giá toàn bộ nhà đất không phát sinh là 2 tỷ 450 triệu. Giá này là bao ra sổ cho các bạn luôn. Anh Tây còn tặng thêm một món nội thất có giá trị cao cho người hữu duyên nữa. Trở lại con đường An Dương Vương, mình sẽ hướng về cửa số 5 Tòa Thánh nha các bạn. Các bạn nghĩ sao về hiện trạng và tiềm năng khu vực này? Căn nhà anh Tây có xứng đáng là nơi chúng ta chọn lựa để an cư lạc nghiệp hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nha. Còn tới đây mình cũng kết thúc clip. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.